tất cả các bạn anh chị em và cô bác gần xa nha. Hiện nay lại tiếp tục đi hâm mấy cái bẫy cá. Đi chính giữa là anh Tý, trước là Sinh HD. Ôi, trời cá à. Lạnh quá. Rồi, nay nước ngập ghê hơn nữa hả? Ngập nữa. Càng ngày càng ngập sâu mà. Mấy bữa nay đầy mưa dữ lắm cả nhà. Mưa càng ngày càng ngập sâu luôn. Mấy chuyến trước hầm á, hầm ở đây là không có ngập gì mà nay ngập quá trời luôn rồi. Này 2 ngày phải mình chưa hầm phút ta? 2 3 ngày. 2 ngày, đây là nay 2 ngày rồi nè. Ê, có cầm túi lưới theo chưa? Chưa. Bây giờ sao giờ? Đi luôn đi. Lỡ đi luôn đi. Quên rồi. Có thì để, có rồi thôi. Có rồi lên lấy. Có rồi lên lấy. Có rồi cuốn luôn. Có cuốn. Có không? Có quậy không? Không, đi ru à. Tình hình im re ạ. Cái giớn nằm đẳng á cả nhà. Cái 12 cửa ngục chứ. Mình nói lộn. Thấy có cua rồi. Thấy. Bữa nay có rùa ba gì nữa không đây? 1, 2, 3. Ui. Ui. Rồi rớt quớt luôn. 2, 3 con. Gì kỳ vậy? Sao cái tri-lai không ạ? Ba con có lủng không xin? Ba con cái tri lai nè, giờ giờ mới có lủng không? Tình hình này hôm nay hâm mấy lần đây rồi mà chưa dính. Giờ xuống đây dính con hay không ta? Hết cá rồi anh ơi. Con lươn nhỏ. Con lươn mà phải, bữa dính như con lươn phải không? Nhớ. Hâm nhiều lần quá giờ quên luôn rồi. À, vậy mình cuốn cái này luôn anh ơi. Cuốn luôn. Ồ. Ai biết là đáng giá con lươn cồ sao? Rồi chắc sạch cho. Rồi cái sạc đem về làm mồi luôn anh ơi. Cuốn luôn đi. Để mình phụ anh em cuốn cái này cái nha cả nhà. Giờ anh em cuốn nó lên xong rồi nè. Cái nhà quan điểm nhà quan này thua rồi ha anh. Hết rồi anh ơi. Vậy chứ ngưng thời gian lên đặt có nữa. Ngưng rồi lên đặt lại có lại. Tại vì ở đây nó ít lắm cả nhà. Nó có một lùm nhỏ nhỏ nè. Lùm nhỏ nhỏ, có nhiều cá là rùa đồ là dính cái hết luôn. Cá đầu tiên được có mấy con cua. Cua có con cá rô cũng bự lắm á. Nào, bên đầu kia kìa. Rồi với mấy con tri lai con. Lai. Bên đây có con cá rô bự, con cá rô ngon nè. Ờ, được con cá rô. Ngon. À, con cá rô cái đầu. Cá rô ngon ha. Giờ anh em mình tiếp tục ở cái rau muống. Cái trong đầm lầy rau muống này cả nhà. Đầm lầy này chưa có nguồn phổi. Chưa có hàng hả? Chưa có hàng, dơ quá. Bữa dính con lươn mà nhỏ xíu. Cái loại đập á, cũng lên tùng quá. Cái này dài rồi mà, phải không? Dính còn cái tử là neo lại nữa. Trời ơi, dính là phải neo liền chứ. Dính là neo lại. Bữa nay cuốn luôn ha anh. Cuốn luôn. Này cuốn cái này luôn cả nhà. Cái này bữa dơ quá. Có tim nè. Con cá sặc chết rồi kìa. Có tim cái gì nè, có tim có cá sặc. Có hàng không? Dơ quá. Dơ quá. Cuốn về giặt anh ơi. Cuốn về giặt nó là tiếp. Em. Vậy đứng đi cuốn em lội đầu kia. Lội đầu kia. Dở nhẹ nhẹ lên coi khúc cuối có rùa ba hay là lươn gì không em? Hy vọng cái hy vọng mấy cái ơi có con lươn kìa. Nè. Trời ơi, vậy mà nãy xin không thấy ta. Ngon tay cái à? Ờ bằng ngon tay cái. Mình dính con rồi đó. Bữa đây ăn con rồi nè. Loạn cặp. Quá ngon. Này nhiều lắm, đương bự nó mới ở cặp. Đầm lầy này ngon ghê mà chưa thấy lươn thủng. Chứ sao mình lội qua lội lại bùng quá. Có không? Rồi, tháo luôn em ơi. Để phụ anh em cái cả nhà. Quá dơ luôn hả anh? Quá dơ mà quá cực luôn.
bán mang tròn à. Bỏ đi. Bỏ luôn hả? Mới rửa xong rồi cả nhà, giờ sạch lại rồi nè. Rồi xong rồi anh em kiếm điểm khác đặt 12 cái ngục tiếp nữa. Lúng quá anh ơi, từ từ dướng dài ống, chờ em dứt. Chờ em dứt. Thôi rồi vừa. Giới thiệu với bạn đây, chơi lượm mà vừa vuốt. Vừa dễ ghê vậy. Bị điếc á. Đó, như mấy trái bên đây đâu có điếc nè Trinh. Thấy không? Mấy trái này tròn ngon ghê kìa. Thôi để nữa, đậy lại, để nữa tao thấy sao. Nghe không có động tình hết rồi. Không. Ôi, trời ơi, con luôn. Bữa hôm chính con này, chính con cái đầu cá cũng còn nữa nè. Đâu? Nè, đầu cá nè. Trời ơi, anh ơi, con này sao bự dữ vậy? Nó bự. Ê, con này nó chạy ngang cái lỗ mũi kìa. Trời ơi. Con này nó chạy ngang cái lỗ mũi. Từ từ, thả ra. Nó vô mánh rồi. Nè, quay. Ừ, nó nằm muốn giáp luôn nè. Ừ. Nằm giáp vòng luôn kìa. Giáp vòng luôn. Cái từ nè anh. Nè, cái con này nè cả nhà, nó mới vừa trầy trên cái đầu nữa nè. Hôm bữa là em cũng dính cái chỗ này, ngay chỗ này một con luôn, mà con kia nó trầy nhiều lắm. Nó trầy hai bên hông luôn. Cả nhà có thể xem được cái clip sau nha. Đây nè, giờ em sẽ cắt cái khúc clip cái con kia cho cả nhà dễ nhận xét, em đưa lên màn hình này nha. Rồi giờ. Quá đã. Sao? Bắt ra đi. Trút nó ra. Quạt luôn. Hoàn thành cái con kia nó trầy ghê. Ui, vô mảnh rồi. Con kia nhỏ hơn con này em. Quá gì? Quá ngon. Từ từ em dịnh đây, cái này cũng khó trút coi chừng nha. Rớt ra ngoài cái xong luôn á, cho nó lắc cái đầu quay đó, quá trời luôn à. Vô rồi nè, đưa nhét vô coi đừng bắt ra, em dịnh cái đầu á, bắt ra nó chảy là chết luôn á. Quá mê bạn ơi, con lươn nó bự nè, bự hơn con bữa luôn. Trời ơi, một quàm tay luôn nè. Ghê không, mày vô coi cua. Rồi, bỏ lại. Quá đã bạn ơi, nhìn luôn nè. Bự hơn con bữa luôn nè. Quá đã. Nó nằm giáp vòng luôn. Ghê thiệt. Ôi. Cái này là về ngon ăn nữa rồi. Có mồi nữa nha bạn. Này bữa nay chắc ở đây ăn cục ké. Ê, cái con bự ngày qua anh cũng đãi em rồi chứ con, bộ. Cái con mà hổm với hai con mà 7 tí dính là ba anh em mình với anh Trung đùa qua dứt rồi nha các bạn. Được chứ. Bữa cái con bự dính cũng cái này nè cả nhà. Thì xin với anh Trung bên Bình Dương qua thì mặn đãi mấy anh em, chung là ngon lắm, bữa làm củ hành. Đây là kia còn cái nữa. Đâu? Đây. Rồi. Giờ phải ve ra rồi. Cả nhà chờ em đi qua bển cái. Anh em lại tiếp tục nữa cả nhà. Gì anh? Hang là bỏ lưới câu được mà xin. Thì bỏ đó mà nó đâu ăn đâu. Hang hả gì anh? Hang. Đâu coi thử coi. Ngay góc luôn hả? Ừ, nó ăn thẳng vô trong luôn cả nhà, ăn thẳng vô trong rồi nè. Ngay chỗ này có cái lờ đặt đúng không? Đậy sâu ha. Đậy sâu từ sáng giờ lỗi vậy không chứ. Chỗ nào mà giờ em thấy từ sáng giờ anh em mình chỗ nào cũng vậy hết rồi. Chỗ nào ở đâu cả. Quần ngang luôn không? Không, mà nay cái kết quả này làm thấy con lươn nó làm ghiền rồi đó anh. Nè anh dở ra cho cả nhà xem ở sau lưng nó quay lại cái bụng nó mới thấy rõ. Trong đây giờ cũng dơ rồi. Ờ. Mê quá ha. Xin đi nước quậy bụng quá nè. Đâu? Đâu? Chưa tái trong bờ tường á. Cái này bữa dính con cá rô với con cá lóc nè. Cá lóc. Đó đi đường nào? Đây nè. Đây nè, đi bên đây nè. Đi nói xình không mà. Ờ nó ngập mất tiêu luôn hả gì rồi. Gấp dạ. Ngập rồi. Ngập không? Rồi, nó thấy rồi. Đâu? Kìa. Ê, còn lú cái. Còn không? Còn lú cái chích mau. Ủa, cái anh bác nó bự kìa. Ừ. Thật hả? Dướng cỏ tùm lum hết rồi. Đâu rồi? Nè, còn rồi. Mà sao nghe nó ốc bù vô kìa. Ơi, đâu, hai con. Ơi. Trời ơi, nó vàng kìa. Hai con. Quá đã, quá đã. Quá đã rồi. Con này nó bị trầy rồi. Ủa, con này bự hơn anh hư. Sao thằng này đen thui vậy hả? Em cầm nó lại rồi, nó chạy hết được rồi. Ôi, quá đã. Nè, dùi. Ôi, con lươn nó bự kìa. Quá
quá sướng, quá sướng. Rồi, em thả tay ra, em quay qua cái nó bị chá, chá hình quay không rõ nè. Ôi, nó đang thúi luôn. Cua cá sạc lương quá thì cá sạc luôn. Hai con luôn anh ơi, con này xong nó bị cái ngay chỗ này vô trước á. Đó, con này vô trước nè. Rồi, không lẽ cua nó cả mấy cây này nè. Cua một một là một là mấy cây luôn nè. Ờ, hai là bị con cua cắn đó. Nè, nó bị cong cây sắt rồi nè. Ừ. Vô vô. Rồi con cua nữa kìa. Cua. Trời ơi, con nó ngóc cái đầu lên nè. Quá sướng rồi. Tây ngừ. Quay em đành cặp nó đi, sướng quá. Tây ngừ luôn anh ơi. Đi cặp bờ tường nè, đâu phải đặt. Đặt gắn mới đặt được cặp bờ tường, đặt lương cặp lương bờ tường cũng dính nè. Lương cặp bờ tường là dính hàng khủng hả? Ừ, anh đều dính cặp đảo anh. Đá vậy trong đây con nữa, vô mánh rồi. Tuổi gì mình cà khịa với anh nữa. Không cần thiết phải đặt trúng luôn. Khỏi đặt trúng luôn hả? Khỏi. Anh trao bằng cái này luôn hả? Vậy nó có cơ hội dính cá. Ờ đúng rồi. Vậy nó có xác suất dính cá nữa chứ bụ. Tính ra đặt cái này á cả nhà. Ê, ui, cặp lương bự nè. Ui. Đây từ từ thôi. Chút nữa nhào rồi. Không, còn con cua này để lấy ra để lương vô con kẹp nữa. Bẻ nó. Nước quá. Tách nó là mồi luôn đi. Ai da, ai da, ai da, cắn mày. Còn cắn nữa. Tách hả? Tách em né né rồi. Cắn, cắn. Cho làm mồi luôn không? Quá sướng, quá sướng rồi. Em dở lên em. Bữa nay về vô à. Cái này là tiền triệu nha các bạn. Ba con. Vô rồi. Triệu nữa rồi. Có. Con nấy. Ba người khủng. Này mai mốt mình gìn gìn mình đi thăm lén. À, cái này đi theo chính là nổi lòng tham gìn gìn mai mốt đi thăm lén. Em cứ yên tâm. Không lẽ giờ làm vậy. Không có anh Tý. Anh Tý biết sao anh Tý bữa nào mà canh màn xanh nó qua rình rình anh Tý em với anh ra núp ngoài cái bụi cỏ kế bên này nè anh Tý. Sợ mưa nữa nó ngập nè, không có được ghê lên nè. Núp ngoài bụi, bụi cỏ đây mà em mà vô em hâm một cái anh hù một cái không, không có. Ngồi luôn ghê luôn. Giờ anh Tý đang đặt lại nè các bạn. Coi cái cách anh Tý đặt nè nha cả nhà. Đó. Ghim lên trên á, tránh dày cho nước lên, tránh trời mưa. Nó sống. Hãy nước nó ngập nữa, thở không được nó chết các bạn. Con lương nó lú đầu lên nó hở. Đặt lương cặp bờ tường. Ngon, đi, ngon. Quá đã. Rồi bây giờ là để em ra. Ra cái là của mình xong rồi phải không anh? Xong rồi. Rồi bây giờ để ra em kết thúc cái này đi heo phụ xin chút xíu nữa. Rồi để cặp phụ em nách em kẹp cái điện thoại, nách em kẹp cái liềm nữa. Đặt dày lội nghe không mệt. Không dính lội nghe mệt. Thần dùi coi nè. Cái dùi chính đường ra nè. Mời quá ha. Quá à, đúng rồi. Ồ, dở lên nguyên cặp luôn. Sướng sướng. Dạ hay dịch nguyên bài dịch trên đồng đã kìa. Đó. Bây giờ anh em mình xong rồi. Đây, anh Tý và Lê Tiên Sinh xin HD đây nè. Đó, là đây là cái kết quả của mấy anh em. Cái này là của phần của Sinh. Sinh hồi sáng. Sinh giờ xí bịch đó rồi. Mời, mời bịch này các bạn ơi. Rồi bỏ không được rồi nha. Đây, nè của em nó thì sáng được con lương cả nhà. Nè. Đừng đổ ra nhớ nhớt anh. Nó hết nhớt á. Nè. Nước sao gì cũng thịt nó à. Ờ, của Sinh nè. Con này của Sinh. Với cá trời. Còn thành quả của anh Tý và Lãng Tử nè, bữa nay. Đây. Đó. Trời ơi. Quá dữ các bạn ơi, con lương nè. Cho ra ngoài chơi cho vui nè. Đó. Đó, một em nè. Đó. Đây, hai em nè. Con này là bị cua kẹp hay gì mà bấy cái bình chỗ này nè. Còn đây, trong đây toàn em là yêu quái thôi. Cút ra luôn. Mấy xí. Đó, kết quả của mình là bữa nay là ba con rồi nè cả nhà. Cua bỏ vô. Ôi ui. Mê không? Ba cái đầu nè. Chào bá không em? Con nào nấy ấp vuốt. Đây, đây nè, mình bởi bởi ba em nó lên nè bạn. Này bắt ấm. Phải bắt vậy. Quá hấp rồi. Rớt á, nào để anh coi con bự kìa. Cái đầu quá trời cái đầu. Nè. Con này thì nó bị trầy một miếng ở trên cái phần mỏ của nó. Nè. Còn con mà hôm bữa là nó chạy hai cái miếng dưới đây. Con này không có bị chạy trên mấy con lưng mà nó dính lờ là nó chạy hết trên cái đầu trên đầu nè. Con nào chạy đó tại cái lỗ lớn á, cái lỗ lớn nó bự nó vô thì ba chấm con nào cũng phải bị chạy hết á. Ừ, nếu mới vô á thì mình lại liền á. Thì cả nhà nhìn nó thịt nữa nè thì nó không sao. Còn mà nó vô lâu rồi khứa không à, chưa gì tính tới ăn à trời. Khứa trời. Điểm cua kẹp nữa nè. Đếm con này mấy khứa? 1 khoanh, 2 khoanh, 3 khoanh, 4 khoanh, 5 khoanh, 6 khoanh, 7 khoanh, 8 khoanh, 9 khoanh, 10, 11, 12, 13, 14 khoanh. Thì đó, kết quả của ba anh em đi rồi bữa nay của mình là được như đây. Của anh Sinh thì cũng được con lương ngon lắm cả nhà.
thì mong rằng cả nhà hãy luôn ủng hộ mấy anh em. Thì tụi em chỉ có săn bắt đồ đồng chứ cũng không có gì. Rồi, cũng được xin được chia sẻ video tất cả các bạn anh chị em và cô bác đằng xa nha. Thì em cũng xin khép video ở đây, cuối clip nha. Chào và hẹn lại cả nhà mình trong video sau của YouTube điện tử nha. Rồi, hello cả nhà, chào cả nhà. Dạ tí ơi. Rồi, dạ mưa tới rồi.